Thưa quý vị, giá lợn hơi ngày hôm nay giảm nhẹ tại nhiều địa phương trên cả nước. Chăn nuôi sinh học còn gặp khó khăn ở các nông hộ và hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, nên việc tái đàn vẫn chưa thể tiến hành như kỳ vọng. Tại khu vực miền Bắc, thị trường lợn hơi hôm nay, mùng 8 tháng 8, tiếp tục giảm nhẹ 1.000 đồng 1 kg tại một số tỉnh, thành phố và dao động trong khoảng 86 đến 91.000 đồng 1 kg. Cùng giảm 1.000 đồng, giá tại Hưng Yên là 88.000 đồng 1 kg, trong khi Tuyên Quang tạm dừng ở mốc 87.000 đồng 1 kg. Một số tỉnh trong vùng vẫn duy trì thu mua tại ngưỡng 90.000 đồng 1 kg như Bắc Giang, Yên Bái, Lào Cai và Nam Định. Tuy giá thu mua tại đây không còn neo ngưỡng cao, nhưng hiện tại vẫn ở vị trí dẫn đầu cả nước. Tại khu vực miền Trung Tây Nguyên, giá lợn hơi được thương lái thu mua trong khoảng 81 đến 87.000 đồng 1 kg và hầu như không có điều chỉnh mới so với ngày hôm qua. Giá lợn hơi tại Quảng Ngãi chỉ đạt 81.000 đồng 1 kg, trong khi Quảng Nam, Bình Định là 83.000 đồng 1 kg. Nghệ An, Huế, Quảng Trị và Đắk Lắk nhỉnh hơn một chút với 84.000 đồng 1 kg. Riêng tại Bình Thuận, giá giảm sâu 3.000 đồng 1 kg xuống còn 85.000 đồng 1 kg trong ngày hôm nay. Thị trường lợn hơi miền Nam tiếp tục giảm nhẹ trong ngày hôm nay, được giao dịch trong khoảng 81 đến 89.000 đồng 1 kg. Mức giá thu mua điều chỉnh từ 1 đến 2.000 đồng 1 kg tại các tỉnh thành trong vùng. Cùng giảm 1.000 đồng, giá lợn hơi tại Tiền Giang và Bạc Liêu lần lượt là 85.000 đồng và 81.000 đồng 1 kg. Còn tại Long An, giá thu mua giảm sâu 2.000 đồng, xuống còn 86.000 đồng 1 kg, ngang bằng với Bình Phước và Vũng Tàu. Từ đầu năm đến nay, trong khi đa số các mặt hàng nông sản đều giảm kim ngạch xuất khẩu do ảnh hưởng từ dịch COVID-19, thì xuất khẩu mặt hàng gạo vẫn tăng trưởng mạnh. Tính trong 7 tháng đầu năm 2020, thì kim ngạch xuất khẩu gạo đã tăng 10,9%, đạt 1,9 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, thì Trung Quốc và Châu Phi là hai thị trường tiềm năng, với số lượng nhập khẩu gạo từ Việt Nam tăng nhiều lần so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, trong 7 tháng đầu năm 2020, giá trị xuất khẩu mặt hàng gạo Việt Nam sang các thị trường Trung Quốc và Châu Phi tăng gấp 20 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, giá trị xuất khẩu gạo tăng mạnh nhất là sang thị trường Senegal với hơn 25 triệu đô la Mỹ, tăng gấp 19,6 lần. Thị trường Indonesia cũng tăng gấp 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2019. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng là thị trường nhập nhiều gạo Việt Nam với số lượng gạo hơn 460.000 tấn. Giá trị xuất khẩu gạo sang nước này tăng gần 90%. Giá gạo xuất khẩu bình quân 7 tháng đầu năm 2020 của Việt Nam đạt 487,6 đô la Mỹ một tấn, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2019. Thưa quý vị và các bạn, trong các chương trình của bản tin Thời sự Nông thôn, thời gian qua chúng tôi đã liên tục cảnh báo về tình trạng nghi vấn thổi giá lan đột biến hay là những hành vi giao dịch có dấu hiệu lừa đảo đối với mặt hàng này. Trước tình hình đó, thì mới đây trao đổi với phóng viên VTC16, công an nhiều tỉnh thành cho biết là sẽ theo dõi và xử lý các hành vi vi phạm. Mới đây, công an tỉnh Tuyên Quang đã ra văn bản phân tích nguy cơ của hoạt động buôn bán này. Các hoạt động giao dịch, mua bán, chuyển nhượng diễn ra tự phát, chưa có sự quản lý chặt chẽ từ các cơ quan chức năng, nguy cơ biến tướng theo mô hình đa cấp hoặc tội phạm rửa tiền, lợi dụng hoạt động. Văn bản của Công an tỉnh Tuyên Quang ghi rõ giá trị hoa lan được định giá tự do, không có căn cứ, cơ sở pháp lý là cơ hội cho các hành vi lợi dụng để thổi giá, gây sự hấp dẫn giả tạo để dẫn dụ nhiều người chơi mới, kém hiểu biết tham gia vào thị trường lan. Còn theo lãnh đạo Công an tỉnh Cao Bằng, do thời gian vừa qua, tình hình dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp nên không có hoạt động thông thương bán lan đột biến qua biên giới. Cũng theo vị lãnh đạo này, mặc dù hiện tại trên địa bàn chưa ghi nhận trường hợp giao dịch lan đột biến với giá trị lớn nào, tuy nhiên tỉnh sẽ để tâm đến vấn đề này và sẽ kiểm tra nếu phát hiện bất thường liên quan đến việc buôn bán lan trên địa bàn. Tại Phú Thọ, công an tỉnh này đã có chỉ đạo công an các huyện, thị xã theo dõi các giao dịch lan đột biến trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý triệt để các trường hợp có dấu hiệu vi phạm, biến tướng trong quá trình mua bán. Ngoài ra, công an một số tỉnh có phong trào chơi lan đột biến như Lâm Đồng, Tuyên Quang cũng đã chỉ đạo theo dõi các dấu hiệu lừa đảo, vi phạm pháp luật, các biến tướng liên quan đến buôn bán lan phi điệp đột biến. Thưa quý vị, việc giao dịch lan đột biến có giá trị lên tới hàng tỷ đồng trong thời gian qua cho thấy tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Lực lượng công an ở nhiều tỉnh thành đã ra những văn bản khuyến cáo với những loại giao dịch này bởi có thể gây ra nhiều hệ lụy hoặc là tạo nên bong bóng đầu tư gây bất ổn.
Vậy những quy định của pháp luật về góc độ quản lý giống cây trồng nói chung và mặt hàng hoa lan đột biến hiện nay như thế nào? Và để giải đáp câu hỏi này thì phóng viên VTC 16 đã có cuộc phỏng vấn đại diện Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình trả lời của VTC 16. Thưa ông, hiện nay thì rộ lên một phong trào các cái giao dịch lan đột biến với những cái giá trị tương đối là lớn. Góc độ Cục Trồng trọt có nhận định gì về vấn đề này ạ? Thì bản thân tôi cũng đã liên hệ với các nhà khoa học chuyên về hoa và đề nghị họ có những cái phát biểu về mặt khoa học, đánh giá về mặt khoa học, về mặt giá trị, về mặt cái kỹ thuật nhân giống và khẳng định xem nó có thực sự quý giá, thực sự khan hiếm như dư luận một số cái phương tiện thông tin đã đưa hay không. Thì các nhà khoa học vừa rồi, một số nhà khoa học đã khẳng định rằng cái việc nhân giống lan đột biến như tôi đã nói trên hoàn toàn không có gì là khó khăn. Với một cơ quan quản lý nhà nước như về mặt chuyên môn như chúng tôi chỉ có thể khuyến cáo người dân, thứ nhất là đích phát triển một cái ngành hàng nào đấy, một mặt hàng nào đấy, một sản phẩm nào đấy trong lĩnh vực trồng trọt thì chúng ta cần phải có những cái tìm hiểu kỹ về mặt thị trường, về mặt giá trị đích thực của nó, cái tiềm năng cũng như cái hạn chế của cái mặt hàng này trong hiện tại cũng như trong tương lai. Thưa ông, trước khi đưa ra thị trường, ngoài những cây trồng chính đã được Bộ Nông nghiệp công nhận thì với những cây trồng không phải là cây trồng chính, cụ thể là như hoa lan ở đây, thì cần đảm bảo những cái yếu tố gì về thủ tục? Thứ nhất là phải có đăng ký kinh doanh này, phải có hóa đơn này, phải có giao dịch hợp đồng này thì mới có cơ sở nộp thuế, chứ là ngày họ giao dịch thỏa thuận miệng với nhau, giao dịch miệng với nhau thì thuế cơ quan nhà nước cũng không thu hoạch được, không thu được, mà bản thân người dân sẽ cực kỳ khó khăn. Có dấu hiệu lừa đảo hoặc có những cái sự kiện tụng hoặc là phản ánh của những bên liên quan thì tôi nghĩ rằng các cơ quan chức năng, ở đây là công an hoặc thanh tra, sẽ đi vào thực hiện việc giải quyết. Thưa ông, rõ ràng là với việc giao dịch những cái cây trồng, đặc biệt là cây lan đột biến hiện nay, thì việc quản lý về cái mặt hàng này hiện nay thì đang đặt ra những cái thách thức gì ạ? Hiện tại thì bây giờ thứ nhất là theo điều chuyển tiếp của luật trồng trọt ấy, thì tất cả những loại giờ một số loại cây trồng là ví dụ như hoa rau thì tự động vào cái danh mục được phép sản xuất kinh doanh cũ, và cái này nó còn có giá trị đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. Sau 31 tháng 12 năm 2022 thì tất cả các loại cây trồng để được phép sản xuất kinh doanh thì phải hoặc là tự công bố lưu hành, gửi cục, làm hồ sơ gửi cục, hoặc là phải làm hồ sơ gửi cho cục để cục có cái quyết định công nhận lưu hành đối với cây trồng chính. Đấy, bây giờ nó đang giai đoạn chuyển tiếp như thế, nó cũng rất là khó, bởi vì luật từ hồi xưa thì làm sao mình điều chỉnh được, nó quy định. Dạ vâng, xin cảm ơn ông.